Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một dự án mới, đó là Manto Network. Và cái dự án này được follow bởi Bybit. Hai các bạn ha, Bybit một sàn khá là nổi tiếng ở thời điểm bây giờ. Và đây, Manto Network là gì? Manto Network là một layer 2 của Ethereum và hiệu năng cao, được thiết kế dưới dạng module, phí giao dịch là thấp và tính bảo mật cao. Manto Network là một sản phẩm của BitDAO và được quản lý bởi cộng đồng Bit. Đây là những thông tin cơ bản của Manto Network. Thì cái dự án này mới chỉ tham gia trên Twitter vào tháng 11 năm 2022. Bây giờ mới được chứ, nếu tính ra thì mới được khoảng một tháng hoặc hơn một tháng một tí thôi các bạn. Thì hiện nay để lấy role của dự án khá là đơn giản. Vì vậy, những bạn nào tham gia Aerox mà các bạn hãy cố gắng join ngay từ ban đầu của dự án như thế này. Chúng ta lấy role và chúng ta hãy theo dự án cho đến lúc dự án ra mainnet thì có cơm có cháo hay cái gì thì đến lúc đó chúng ta mới biết được. Thì các bạn cũng biết đó, một dự án để nó ra thì mất một thời gian khá dài. Thì mình cứ xác định trong đầu là nếu bây giờ chúng ta làm thì chúng ta phải theo tầm khoảng 6 cho đến 8 tháng, có lẽ đó là một khoảng thời gian có thể chấp nhận được. Thì cũng giống như Zeta thôi các bạn, mình đã từng giới thiệu với các bạn cái dự án là Zeta Chain. Thì cái Zeta Chain đó mình vô từ tháng 8, nhưng mà có một số bạn là vô từ trước đó nữa, thì cứ khoảng tầm tháng 5, thì đến bây giờ cũng đã là 7 tháng rồi các bạn. Cũng đầu năm 2023 thì mới bắt đầu có thông tin mới ha. Tức là để một cái dự án mà các bạn theo từ ban đầu thì các bạn phải xác định một khoảng thời gian như thế. Rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn từng bước từng bước. Thì đầu tiên đây là Twitter của dự án ha. Rồi, đây là trang web của dự án. Thì mình sẽ để tất cả các link ở phía dưới cho các bạn nào muốn tham khảo các cái thông tin về dự án. Thì đây là gì? Bằng tiếng Anh thì các bạn có thể là gì? Dùng Google dịch mà dịch thôi. Rồi, tiếp theo thì các bạn đầu tiên của cái dự án này là đầu tiên các bạn sẽ join vào Discord của dự án. Đầu tiên các bạn sẽ join vào Discord của dự án Manto Network. Đây là Discord của dự án. Sau khi vào cái Discord của dự án rồi thì các bạn hãy vào phần mình xin lỗi, để đây bot comment. Sau khi vào bot, khi các bạn join thành công rồi, các bạn trải qua các bước xác minh rồi, thì các bạn vào bot comment, các bạn đánh cho mình cái lệnh là chấm bit để các bạn lấy role bit ha. Để các bạn lấy role bit đây, để mình cho các bạn coi cái role bit là cái role nào. Rồi, cái role bit là cái role mà cái chữ các bạn sẽ có chữ màu xanh lá và có chữ bit ở phía sau. Đây các bạn ha, sau khi các bạn đánh cái lệnh chấm bit đó, thì các bạn sẽ lấy được cái role bit này. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ gì? Các bạn sẽ làm nhiệm vụ real 3 của dự án. Các bạn làm nhiệm vụ real 3 của dự án xong xuôi các bạn sẽ gì? Tiếp tục các bạn sẽ vào GUI của dự án. Sau khi vào GUI của dự án thì nó sẽ như thế này. Các bạn làm real 3 của dự án. Đây là real 3 của dự án. Thì khi mà các bạn làm nhiệm vụ, khi mà các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ lấy được mình xin lỗi là mình lỡ làm hết rồi. Thì các bạn sẽ lấy được đây nè. Daily check-in là các bạn lấy được cái là hai activity này. Rồi các bạn lấy được mà cái này, cái mentor này nè. Rồi các bạn nhớ là khi làm nhiệm vụ crew 3, cái quan trọng là các bạn sẽ lấy được một bit, mỗi nhiệm vụ các bạn lấy được một bit testnet. Và bit testnet đó sau này sẽ được sử dụng trong Manto testnet, và Manto testnet khả năng sẽ coming vào quý 1 2023. Các bạn thấy không? Manto testnet cao đao. Đó, unlock with come in quý 1 2023.
Thì trong quý 1 2023 khi nó ra testnet thì mình cũng nhắc lại là gì? Cái bit đó là gì? Là bit ở trên mạng ETH Go Early, và sau này các bạn sẽ chuyển từ cái bit đó từ ETH Go Early sang cái Mantle Network này. Nó cũng là một layer 2 của Ethereum luôn. Rồi thì sau này sẽ có cầu nối và có cách chuyển nào đó thì người ta sẽ cho các bạn coi. Đó, và cái nhiệm vụ các bạn thấy không? Này, add Mantle testnet to your MetaMask này. Rồi chuyển này, test bit này, token bit test này sang Mantle testnet. Rồi, xong các bạn send một test bit to Mantle quest. Đấy, các bạn thấy không? Đây là nhiệm vụ là gì? Cái này là cái nhiệm vụ, và cái này là mình xin lỗi mình không nhớ cái này gọi là cái gì này. Đó, đại khái là cái này giống như các bạn sẽ gửi một cái token vào. Đó, giống như là gửi vào để các bạn mai ra một cái gì đó chẳng hạn ha. Mình nói đơn giản vậy, xin lỗi cái này mình nói hơi không nói rõ lắm. Rồi đây là import test token như một custom token này. Đó, thì những cái nhiệm vụ này thì người ta nói đừng, nó đã có sẵn rồi, mai mốt đến lúc đó thì mình sẽ làm thôi ha. Này các bạn này, các bạn làm nhiệm vụ này các bạn sẽ có được 10 bit này, 1 bit này, 1 bit phần thưởng này, 1 XP này, 1 XP này, 1 bit một đó. Và cái hay ở đây mình đọc được ở trong cái nhiệm vụ này là gì? Các bạn có thể là add Mantle mainnet to your MetaMask này, bridge bit này, to Mantle mainnet. Tức là gì? Khả năng sau khi ra cái mạng này ra mainnet thì các bạn gom được bao nhiêu bit ở trên cái mạng Mantle testnet thì các bạn có thể sẽ được gì? Sẽ được chuyển sang Mantle mainnet. Đó, và cuối cùng là gì? Các bạn nhận cái gì? Bit gì đây? Rồi thì đó là những thông tin mình đưa ra thêm cho các bạn. Các bạn hãy tranh thủ. Theo mình thì đây một dự án ở thời điểm hiện tại khá là hot, và các bạn nên theo đuổi ngay từ bây giờ, ngay từ ban đầu. Rồi các bạn vào GUI. Vào GUI thì ở đây các bạn là gì? Các bạn hãy follow Twitter của dự án. Rồi các bạn hãy sẽ gì thêm cái biểu tượng của dự án vào trong Twitter bio của các bạn. Sau đó thì các bạn xem thử những cái phần này của các bạn đã xanh hết chưa. Thì thường thì khi các bạn làm vào tới đây thì đã xanh hết rồi, các bạn chỉ làm thêm cái nhiệm vụ là thêm cái biểu tượng của dự án vào trong Twitter bio nữa là xong. Và cuối cùng là các bạn chọn gì, go to server, để các bạn quay lại Discord. Và các bạn là sau khi quay lại Discord thì các bạn sẽ có những cái role giống như mình đây, high activity, medium activity, big community, verify, and và cuối cùng là các bạn có thêm một cái Mantle auger. Thì các bạn cũng biết, tức là dự án mới chỉ bắt đầu thôi, cho nên các bạn hãy tranh thủ lấy cho mình auger. Hiện nay mới có khoảng 366 người auger thôi, thì các bạn hãy tranh thủ cái auger role đó, sau này sẽ rất có lợi cho các bạn. Rồi thì mình nói ngắn gọn về cái dự án như vậy, và mình cũng sẽ tranh thủ post video. Hay mình post video chắc lẽ có lẽ khá trễ, lúc khoảng tầm 1 giờ sáng. Thì nếu như bạn nào xem được video thì làm luôn. Còn sáng mai thì mình sẽ nghĩ là có lẽ phải 7-8 giờ thì các bạn mới online. Thì nếu như các bạn trong thời gian buổi sáng mà uống cà phê các bạn tranh thủ được thì tốt. Rồi, xin chào các bạn. Mình sẽ dừng video của mình ở đây. Các bạn thấy hay cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì tất cả các cái link của mình sẽ để ở phía dưới cho các bạn ha, để các bạn đỡ phải đi tìm kiếm. Xin chào các bạn.